6 cơ chế chính sách đặc thù cho Nghệ An. Về chính sách dư nợ vay, Nghệ An được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Về ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, hàng năm ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Nghệ An không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của hàng hóa xuất nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Về định mức chi thường xuyên, được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Về quản lý quy hoạch, phân cấp phân quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định. Về quản lý đất đai, Hội đồng nhân dân tỉnh được xem xét quyết định việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ với quy mô dưới 50 ha, đất trồng lúa hai vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha và thực hiện trình tự thủ tục tương tự như trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai. Về quản lý sử dụng rừng, Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất với quy mô dưới 1.000 ha, bảo đảm nguyên tắc điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Vâng, thưa quý vị, như vậy là đến nay đã tròn một năm kể từ khi cơ chế đặc thù cho Nghệ An phát triển có hiệu lực. Vậy những cơ chế đặc thù này đã tạo ra những cơ hội cho Nghệ An phát triển như thế nào? Quá trình triển khai cho thấy có những khó khăn vướng mắc gì? Cần phải làm gì để các cơ chế đặc thù thực sự thúc đẩy kinh tế xã hội Nghệ An phát triển đột phá trong những năm tới? Chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngày hôm nay. Với 6 chính sách cụ thể thuộc 3 lĩnh vực gồm quản lý tài chính ngân sách nhà nước 3 chính sách, quản lý rừng đất đai 2 chính sách, quản lý quy hoạch 1 chính sách. Có thể nói việc Nghệ An được Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù là đáp ứng mong mỏi của người dân và chính quyền bấy lâu nay, cũng như là kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho tỉnh phát triển. Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị được ban hành năm 2013. Đây là một sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Tuy nhiên, đối với nghị quyết 26 là một cái nghị quyết đầu tiên của Bộ Chính trị dành cho một tỉnh, cho nên vẫn thiếu cái cơ chế tài chính. Chúng tôi cho rằng những cái cơ chế này nó đã tạo ra cho cái sự phát triển và đột phá của Nghệ An trong tương lai. Cái nghị quyết này đã giao thẩm quyền nhiều hơn cho tỉnh, đã phân cấp những cái quyết định đầu tư đặc biệt trong lĩnh vực về đất đai, về đầu tư, đã tạo ra không gian lớn hơn về cái việc ra quyết định chính sách cho địa phương. Nghệ An có thể linh hoạt hơn, chủ động hơn, nhanh hơn trong quá trình mà thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư. Những cái cơ chế này sẽ giúp Nghệ An có được những cái phản ứng chính sách kịp thời, rồi đồng thời là huy động được thêm nguồn lực để xây dựng cơ sở tầng cho tỉnh. Chúng ta được bổ sung có mục tiêu đối với phần ngân sách liên quan hoạt động xuất nhập khẩu, thì bản thân chúng ta phải nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu chủ động, thì như thế nó mới có cái nguồn tăng thu, chứ không phải là chúng ta cứ chờ là sẽ có, mà bắt buộc bản thân đấy cũng là một cái chính sách vừa là tạo điều kiện nhưng lại cũng là vừa một cái gì đấy tạo cái động lực, cái thúc đẩy cho chúng ta nỗ lực cố gắng để mà chúng ta có được thêm những cái nguồn thu. Để cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù đã được quy định tại nghị quyết số 36 của Quốc hội, các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia xây dựng và có ý kiến để các bộ ngành trung ương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định trình tự thủ tục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và phê duyệt quy hoạch xây dựng cục bộ. Mặc dù một thời gian ngắn nhưng quá trình triển khai cũng đã cho thấy có những thuận lợi và khó khăn. Cơ hội rõ nhất đầu tiên có lẽ phải kể đến lĩnh vực tài chính. Cụ thể, năm 2021, hạn mức dư nợ vay của tỉnh Nghệ An theo quy định của luật ngân sách nhà nước tối đa không quá 20% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp, tương ứng với 2.236 tỷ 280 triệu đồng. Theo nghị quyết số 36, trong giai đoạn 2022-2026, tổng mức dư nợ vay của tỉnh Nghệ An không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Như vậy, năm 2022, theo dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính giao, hạn mức vay tỉnh Nghệ An là 4.902 tỷ 600 triệu đồng, tăng 2.666 tỷ 320 triệu đồng so với năm 2021. Bên cạnh đó, quy định phân bổ ngân sách nhà nước cũng tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện phân bổ các nhiệm vụ chi tăng thêm
bù chi và hỗ trợ thêm nguồn lực để thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm nhằm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thì cái này nó hỗ trợ thêm cái nguồn lực cho tỉnh để thực hiện các cái chi ngân sách cho các cái lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục y tế. Vì hiện nay là trong cái chi của chúng ta ấy, thì tỷ lệ chi cho giáo dục là chúng ta chiếm khoảng 45% tổng cái chi thường xuyên, là con số rất lớn. Nó xấp xỉ quanh quanh khoảng 10.000 tỷ trong năm 2022. Thế ngoài ra chúng ta có thêm cái nguồn lực để thực hiện một số các cái dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh. Thế còn các cái chính sách còn lại như là cái hưởng 70% cái thu từ xuất nhập khẩu, vì xuất nhập khẩu của ta cũng chưa thu được nhiều, thì cái tăng thu từ xuất nhập khẩu không có để chúng ta hưởng. Về chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 8, kỳ họp thứ 8 chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 28,75 ha đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên để thực hiện dự án khu du lịch văn hóa thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Về chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, tính từ khi nghị quyết có hiệu lực thi hành đến nay, trên địa bàn tỉnh không có công trình dự án đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích rừng trồng và rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1.000 ha. Tuy nhiên, việc phân cấp cho Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng được đánh giá sẽ tạo điều kiện rút ngắn thời gian thủ tục và giúp các địa phương, ngành triển khai các dự án, công trình có liên quan. Đối với cái lĩnh vực của ngành thì chúng tôi nhận thấy rằng là một trong những cái thuận lợi để là tỉnh rút ngắn được thời gian, rồi là chủ động trong cái việc là chuyển đổi cái mục đích sử dụng rừng và đẩy nhanh các cái tiến độ để thực hiện các cái dự án. Phân cấp phê duyệt cho nên nó đẩy nhanh được các cái tiến độ các cái công trình. Chứ còn nếu mà không phân cấp, không đáp ứng được cái tiến độ yêu cầu đề ra. Đối với cơ chế phân cấp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định, Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại khu đất nhà thờ Cầu Rầm và công viên Hồ Cửa Nam, thành phố Vinh. Nghị quyết số 36 được Quốc hội ban hành từ ngày 13 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, sau 6 tháng kể từ ngày ban hành, các quy định hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa các nội dung chính sách của nghị quyết mới được ban hành. Như vậy, kể từ khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho đến thời điểm này, tỉnh mới chỉ có 6 tháng để triển khai thực hiện, nên nhiều chính sách chưa được phát huy hiệu quả. Đồng thời, quá trình thực hiện cũng phát sinh một số bất cập, vướng mắc. Qua theo dõi thực tế trên địa bàn của tỉnh, chủ yếu các dự án thường có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng nhiều loại đất. Mặt khác, tỉnh Nghệ An là tỉnh ven biển, chủ yếu là đất rừng phòng hộ, chắn gió, chắn cát, chắn sóng, lấn biển. Do đó, việc Quốc hội chỉ quy định ủy quyền đối với đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên và đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn là chưa giải quyết được nhu cầu thực tế tại địa phương và chưa thống nhất với quy định của luật đất đai. Đồng thời, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất, phải thực hiện lấy ý kiến người có đất bị thu hồi, cộng đồng dân cư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ở địa phương nơi có đất chuyển mục đích về ảnh hưởng, tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định của luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, trong trình tự thủ tục lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đều phải lấy ý kiến của người sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Theo đó, trong quá trình thực hiện dự án có yêu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phải thực hiện tối thiểu 3 lần tổ chức lấy ý kiến của người sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Như vậy không rút ngắn được thời gian trình tự thủ tục. Ngoài ra, ở các lĩnh vực tài chính, quy hoạch cũng gặp những khó khăn bất cập, cần có sự điều chỉnh để tạo thuận lợi hơn trong triển khai thực hiện. Đối với cơ chế đặc thù hiện nay thì đang có cái tác động tâm dài, tâm xa. Tuy nhiên, để vận dụng thực hiện tốt các cái cơ chế chính sách của trung ương thì ở tỉnh cũng còn rất nhiều các nội dung, nhất là vấn đề cụ thể hóa rồi để mà vận dụng các cái nội dung cơ chế cho cái phù hợp cũng như yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Thưa quý vị và các bạn, trong một số vấn đề vướng mắc nảy sinh trong thời gian một năm thực hiện cơ chế đặc thù như vậy,
Nghệ An cần có những kiến nghị đề xuất điều chỉnh như thế nào? Và tỉnh cần làm gì để có thể tận dụng tốt nhất những cơ chế đặc thù này? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Hồ Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay ạ. Thưa ông ạ, tính đến nay thì cũng đã một năm chúng ta triển khai cái cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Nghệ An. Qua cái quá trình triển khai thì bên cạnh hiệu quả thì đã nảy sinh một số cái vấn đề vướng mắc bất cập. Vậy thì các sở ban ngành sẽ tham mưu cho tỉnh như thế nào để có những cái kiến nghị đề xuất với Trung ương để có cái sự điều chỉnh phù hợp, cũng như là để các cái cơ chế chính sách này có cái sự tác động thật sự đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Các sở ban ngành đã chủ động tổng hợp lấy là báo cáo lên tỉnh, lấy xin ý kiến tỉnh ủy cũng như là hội đồng nhân dân để mà có cái hướng điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế ấy của Trung ương cũng như là của địa phương. Mà một mặt nữa, năm 2023 này để chúng ta chuẩn bị tổng kết 10 năm nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An. Và đồng thời cũng đề xuất với Trung ương sẽ ban hành một cái nghị quyết mới của Bộ Chính trị về Nghệ An phát triển trong thời gian tới. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ cùng với các sở ngành liên quan và cùng với các địa phương sẽ chủ động tổng hợp tham mưu cho tỉnh điều chỉnh và bổ sung thay thế nội dung trong các cái cơ chế chính sách mà cụ thể hóa của nghị quyết 36 cùng với xây dựng cái chương trình hành động thực hiện cái nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế nghị quyết 26 để cho nó phù hợp với điều kiện Nghệ An và cũng như là cái mặt bằng chung của cả nước. Về phía tỉnh thì cần phải làm gì để có thể tận dụng tốt nhất các cái cơ chế chính sách đặc thù mà Trung ương dành cho Nghệ An ạ thưa ông? Năm 2023 cũng như các năm tiếp theo ấy, thì Ủy ban tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương để tập trung thực hiện các cái chính sách cơ chế mà đã được chính phủ dành cho Nghệ An là hiệu quả nhất. Cụ thể đó là chính sách vay nó chưa tiềm cận đến cái mức trần cho vay, thì do đó là tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các cái dự án nó phù hợp để mà xử lý hiệu quả nhất đối với chính sách này. Hiện tại cái quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 thì đã được Hội đồng Thẩm định Quốc gia thông qua, và hiện nay đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa cùng với các cơ quan của tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 1 mà chậm nhất là đầu quý 2 của năm 2023. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh chỉ đạo các huyện nghiên cứu đề xuất đưa ra các cái dự án thu hút đầu tư cùng với những dự án đầu tư công hiệu quả nhất vẫn có tính liên vùng phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của Nghệ An hiện tại và trong phát triển trong thời gian tới, để từ đó là có cái điều chỉnh cái quy hoạch sử dụng đất cũng như kế hoạch sử dụng đất hàng năm để nó phù hợp với quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, và nó cũng là phát huy hiệu quả nhất các cái cơ chế chính sách mà Quốc hội cũng như là Chính phủ đã dành cho Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói cơ chế đặc thù chỉ có thể phát huy hiệu quả khi chúng ta tận dụng tốt những cơ hội mà cơ chế tạo ra. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Nghệ An sẽ có thể tận dụng tốt các cơ hội này để sớm đưa Nghệ An trở thành trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ, theo mục tiêu nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đề ra. Chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng truyền hình NTV, app NTV Go cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên app NTV Go hoặc website truyền hình nghệan.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!